Xin chào các bạn cùng trở lại với khóa xây dựng giao diện responsive tại F8 và ở trong video này thì chúng ta sẽ cùng học qua ví dụ nhé Mình đã tạo ra ba cái layout ở đây. Đầu tiên là cái layout chi tiết sản phẩm. Tiếp theo là layout dạng khóa học này, danh mục này và những cái khóa học ở bên này. Các bạn cũng có thể coi là đây là danh mục sản phẩm và bên này là những cái sản phẩm được chưa? Uh, layout cuối ở đây là nó là layout dạng thẻ nhé Các bạn có thể tìm hiểu thêm cái layout này ví dụ như search vào là uh, code layout chẳng hạn đó. Các bạn sẽ thấy được chưa? À, và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau uh, quan sát là khi chưa có responsive thì cái layout này nó hiển thị như thế nào nhé xem vấn đề của nó là gì nào đây mình đổi sang con ipad thử xem nào đó thì cái phần uh, sản phẩm này có vẻ cũng không có vấn đề gì lắm đúng không vẫn nhìn rõ nhưng cái phần uh, uh, khóa học của chúng ta là bắt đầu nó bị lỗi rồi này nó bị nhỏ quá nó bị uh, kéo dài xuống khó nhìn rồi nhá cần phải chỉnh sửa nhá uh, tiếp theo là thằng dưới này thì cũng hơi bị kéo dài rồi được chưa xấu rồi nhưng bây giờ thử xem trên uh, iPhone xem nào, trên điện thoại em nào, đó lập tức là hỏng luôn rồi, thế này là không dùng được nữa rồi các bạn nhé. đó, thì vấn đề của nó là như vậy. thì bây giờ bắt đầu các bạn sẽ cùng phải quan sát lại một chút, xem là cái layout này mình đang làm giống cái gì nhá, đây này, đó, mình đang làm giống cái layout này để cho các bạn uh, dễ hình dung ra thôi. thì bây giờ nhé, cái bố trí của thằng này là nó, nó đang trên PC nó đang giống nhau, thì bây giờ mình thử sửa cái thằng này nó uh, lên iPad xem sao, đó tên của nó này, tên sản phẩm lên trên này, giá sản phẩm lại ở dưới này, sau đó là mới đến hình ảnh sản phẩm. Như các bạn để ý là cái phần đây này, cái phần thông tin mô tả sản phẩm đây nó bị ẩn đi khi ở trên tablet đấy, các bạn nhìn nhá. đó được chưa? và bây giờ thử nhìn trên smartphone xem nào. đó, thì nó cũng không khác mấy đúng không? nó khác một chút là cái hình ảnh thôi. hình ảnh ở trên này là nó to này, à nó nhỏ hơn này. đó, tức là cái viền của ảnh này nó ở ở trong phạm vi bên trong thôi, chứ nó không hẳn ra ngoài như này nhưng ở bên trên đây, trên này ở trên mobile thì cái viền ảnh này nó ra tận bên ngoài đây, được chưa? đó, thì nó khác nhau một chút như vậy thôi. thì bây giờ các bạn hình dung ra là làm như thế nào để chúng ta có thể làm được cái điều này lên cái sản phẩm của chúng ta để nó không bị vỡ như này nữa thì các bạn sẽ ứng dụng cái thuộc tính media query mà chúng ta đã học ở vài video trước nhé. còn trước khi đi vào phần thực hành thì mình sẽ giải thích cho các bạn một chút. các bạn phải hình dung ra là chúng ta làm responsive ấy. Thì nó không phải là chỉ đơn giản là các bạn làm để nó vừa cái màn hình là xong Mà các bạn phải hình dung responsive là cái kỹ thuật để làm sao Tối ưu trải nghiệm người dùng trên mọi thiết bị để chợ Chứ không phải là để cho nó hiển thị vừa vặn trên mọi thiết bị Nói như vậy thì nó chỉ đúng một phần cái nghĩa đen thôi Chứ còn đúng ra cái mục đích chúng ta làm là phải tối ưu trải nghiệm người dùng Trải nghiệm người dùng là như nào Cụ thể luôn cái trang bán hàng này đi các bạn có bao giờ đặt cái câu hỏi là tại sao họ responsive xong họ lại đặt tên lên trên, đặt giá lên trên mà họ không đưa cái ảnh lên trên so để giá bên dưới này, à, bởi vì thế này, à, khi các bạn ở trong vai trò là người đi bán hàng ấy, thì các bạn sẽ mong muốn là cho người dùng cung cấp được những thông tin ngắn gọn, xúc tích và đầy đủ nhất cho người dùng có thể đúng không? Mà nhất là đây là họ đang sử dụng một cái màn hình điện thoại rất là nhỏ. Nếu mà các bạn bố trí là hình ảnh này, bố trí theo cái kiểu này này, theo cái kiểu trên PC này đấy, à, nếu mà nhìn này các bạn sẽ nghĩ là ảnh này, sau đó là đến tên, đến giá, đến mô tả đúng không? Thì bây giờ họ không làm vậy họ phải nghiên cứu tức là bây giờ vào một cái là cái kích thước màn hình điện thoại rất là nhỏ thì làm như thế nào để cho người dùng có thể nắm bắt thông tin nhanh nhất thì đã đưa tên lên trên bởi vì cái tên ấy nó sẽ quyết định được cho người dùng biết rằng là cái sản phẩm có phải là cái sản phẩm họ đang tìm kiếm hay không Đấy ạ tiếp theo là đến cái giá bởi vì nhu cầu mua thì ai cũng quan tâm giá rẻ hay đắt đúng không và đến cái hình ảnh sản phẩm thì có nghĩa là người dùng truy cập một cái người ta nhìn được đầy đủ ngay những cái thông tin cần thiết những thông tin quan trọng mà họ muốn biết và họ không hề phải kéo chuột xuống không hề phải thò tay vào để kéo màn hình xuống này để đọc đúng không đỡ mất công của họ giả dụ nhìn ở đây mà không đúng sản phẩm họ cần thì họ quay lại ngay đỡ mất công phải kéo xuống đúng không thì đó là nâng cao cái trải nghiệm người dùng được chưa và ngoài ra ấy, thì các bạn sẽ để ý thêm này à, đây đây à thôi mình bấm nhầm bấm refresh nó ẩn mất rồi bấm lại nhá các bạn sẽ thấy là khi bán hàng ấy nó sẽ có cái nút mua hàng rất là quan trọng đây thêm giỏ hàng và nút mua hàng này cái nút chat này là do cái trang demo này nó lỗi, bên bên cái bên đơn vị làm cái con này chứ họ chưa check kỹ. Đấy thì kệ nó. Thì tức là như này. À, khi các bạn muốn trong vai trò là người bán hàng ấy thì khi khách hàng muốn mua hàng, đương nhiên là các bạn phải luôn luôn để cái nút thêm giỏ hàng ở đây và nút mua hàng ở đây, được chưa? Bởi vì chúng ta bán hàng thì chúng ta chỉ mong muốn làm sao tăng được đơn hàng lên đúng không? Thì giả dụ khách hàng muốn mua mà lại không có nút đơn, không có nút mua hàng mà phải đi tìm ấy thì lúc đó là khách hàng người ta bỏ đi mất chắc chắn là sẽ có tỷ lệ bỏ đi mất các bạn nhé bởi vì họ không tìm được cái nút mua đấy, ạ thế nên là chúng ta sẽ tối ưu bằng cách là gì để cái nút thêm vào giỏ hàng và nút mua sản phẩm ở ngay trên màn hình cho dù họ kéo đi đâu thì vẫn có ở đây để chưa và trong video này thì chúng ta không học làm cái nút này ở trong uh, responsive như mình nói để các bạn nắm được là chúng ta làm responsive là để tối ưu trải nghiệm của người dùng chứ không đơn thuần là chỉ để làm vừa cái màn hình được chưa bắt đầu chúng ta đi vào cái um, uh, ví dụ của chúng ta nào Bây giờ chúng ta sẽ mở đằng Depth Tool lên nhé. Khi làm các bạn mở Depth Tool lên nhé. Bởi vì cái thằng extension này. Refresh lại một cái là nó mất. Đó. Ok. Thì bây giờ mở Depth Tool lên này. À, các bạn cần biết là cái giao diện hiện tại là mình đang làm gì nào. Đây. Review cái file HTML nhé. Đây. Đây chính là phần sản phẩm của mình. Mình có một cái thẻ là main block. Ôm hai cái thẻ khác. Là thằng main block image là hình ảnh sản phẩm này và thằng uh, main block info là chứa cái thông tin sản phẩm. Đấy ạ. Hiện tại là mình đang CSS như thế này. Đây. Mình đang CSS cho cái thằng main block là display flex. Đấy ạ. Và vì lý do đó nên là hình ảnh và cái tên này nó nằm trên một chiều ngang. Bạn nào mà chưa nắm được là về flexbox layout thì các bạn có thể xem lại ở khóa HTML và CSS mà mình đã hướng dẫn nhé. Uh, tiếp theo là cái thằng hình ảnh. Đấy hình ảnh thì mình đang set cho nó cái kích thước chiều ngang là 40%. Các bạn nhìn đây. Đó đang có chiều ngang là 40% nhá. Phần uh, main product info thì mình đang set cho nó cái chiều ngang là 60%, đó, được chưa ạ? Thì bây giờ ở trên cái iPad này thì mình không mong muốn hiển thị như này nữa. Mình muốn là nó theo cái chiều dọc cơ, được chưa Không phải là nằm ngang nhau giữa tên và thông tin như này nữa. Thì bởi vì thằng main product này mình đang sử dụng thuộc tính display flex. Chính vì lý do đó mình có thể sử dụng thằng flex direction để mình có thể thay đổi cái trục main axis để mình đổi lại cái hướng của cái hình ảnh và mô tả đúng không? Thì bây giờ rất là đơn giản thôi các bạn copy cái thằng main block này đi vào file CSS của chúng ta à, cái phần CSS ở đấy thì mình đã chuẩn bị ra hai breakpoint thôi ở vài video trước thì mình chia hẳn nó ra là ba breakpoint để cho các bạn hiểu được rằng là đó là ba kích thước mà chúng ta cần quan tâm nhưng thực tế thì khi CSS các bạn không cần phải viết ra cả là mobile tablet và pc bởi vì cái thằng pc là thằng này này tất cả những thủ tính các bạn viết ở bên ngoài này là coi là pc rồi được chưa còn khi nào muốn viết cho tablet và mobile thì sẽ tạo ra hai breakpoint này và viết thôi, để chưa? Bên ngoài này là PC, để chưa? Thì bắt đầu là các bạn à, mà mình nói này này, thực ra bên ngoài này là cả PC và cả những cái thuộc tính chung ấy các bạn nhé Còn những cái nào mà muốn riêng cho tablet và mobile thì viết ở đây, để chưa? Thì trong trường hợp này viết vào tablet này à, cái class của chúng ta là thằng main product đúng không? Bây giờ muốn thành các item thành chiều dọc thì có thằng flex Direction và column. Xem nào. Đó, thành chiều dọc ở đây. Hình ảnh sau đó là đến uh, mô tả được chưa Nhưng chúng ta cần cái mô tả nó lên trên cơ Thì các bạn sửa thằng này thành Column Reverse được chưa Đó Cái phần tên và giá lên trên này uh, Có một cái vấn đề bây giờ là cái phần tên các bạn để ý là nó đang bị ngắn, ngắn này Tại sao cái chữ gel này nó phải Nằm ngang hẳn ra màn hình chứ à, Lý do đơn giản thôi bởi vì khi nãy ở trên PC ý, Mình select cho nó có cái chiều ngang đây này, này là 60% này Đó Thế nên là bây giờ cần select lại Với thằng uh, với thằng tablet thì không phải 60% nữa, mà là 100% luôn, chiếm hết màn hình. Đó, phần tên và mô tả nó đã dài ra các bạn thấy không? Tiếp theo là chúng ta cần ẩn cái phần mô tả này đi. Thì đơn giản thôi, soi xem class nó là gì, copy lấy class này. Ôi mình copy trượt rồi. Ở à đây copy lấy. Ông này là tablet đúng không? Ẩn đi, display bằng năn là ẩn đúng không? Đó, rất là dễ dàng. Tiếp theo là đến cái ông Brock này, hình ảnh này. Ờ, trên PC tôi đang để cho ông là chiều ngang là 40% nhưng bây giờ tôi muốn là ông phải đây đây tablet đây đúng không đó ông phải chiếm khoảng 85% như này cơ đây xem nào Siret nhé mình mình đoán thôi nên là mình đây là ví dụ mà cần gì phải đo đúng không mình cứ đoán thôi rồi thằng IMG này có width là bằng 85% đó ok nhưng vấn đề bây giờ width dài ra nhưng ông lại thành ảnh chữ nhật mất rồi Ảnh của tôi là ảnh vuông cơ mà Đấy Thì bây giờ lý do đơn giản thôi Trên PC ý, Đây phần trên PC là mình để width 40% Bị gạch này bởi vì mình vừa override lại nhá Ghi đè bằng 85% nhá Và padding top của nó là bằng 40% Vì vậy cái hình ảnh này là dạng background nó sẽ thành hình vuông nhá 40 x 40 đây Nhưng bây giờ mình sửa thành 85% rồi thì mình cũng phải padding top 85 nhá Để nó thành ảnh vuông Đấy chưa Padding top bằng 85%. Đó, ok, được chưa? Rồi, thì cái phần này là chúng ta xong cái phần iPad. Bây giờ bây giờ là chúng ta sang cái phần uh, smartphone, đổi sang con iPhone đi. Đó, thì các bạn thấy nó lại trở về cái layout trên PC rồi. Thì bởi vì rất là đơn giản thôi. Breakpoint này chúng ta phân định rất rõ ràng rồi. Cái thằng này là dành cho tablet. Thế nên là chỉ ở trên tablet nó mới apply những cái thủ tính CSS này thôi còn ở trong thằng mobile thì nó chưa có apply gì cả nên là nó đang ăn những cái thuộc tính ở bên trên này từ nha nó đang ăn theo thuộc tính mặc định của pc nhá thì bây giờ bắt đầu các bạn cần lặp lại đoạn code này copy hết thằng này chuyển sang đây đó refresh đó thì bắt đầu nó ăn những thuộc tính của thằng gì của thằng uh, thằng tablet các bạn nhá đó thì nó giải quyết được bài toán đây cũng giống nhau đúng không tablet và pc khá là giống nhau được chưa nó chỉ khác là cái ảnh này này cái ảnh này trên pc à trên trên trên, trên mobile ấy đó, cái viền của ảnh này nó sẽ thẳng với cái viền của tên đây này, này. Đó. Nhưng bây giờ quay lại đây. Thì các bạn nhận thấy rằng là à thì chúng ta sửa lại cái thằng này là xong đúng không? 95%. Đó, cái viền ảnh này nó vừa viền tên rồi. Nhưng tự nhiên là một đoạn cốt rất là dài này nó bị lặp lại, đúng không? Thì chúng ta xử lý như thế nào bây giờ? À thì các bạn phải nghĩ ra cách nào đó mà các bạn tạo ra một cái breakpoint, tạo ra một thằng uh, media query mà select được cả thằng mobile và cả thằng tablet để các bạn viết những thuộc tính chung vào đó để tránh bị lặp lại như này đúng không? Rất là đơn giản thôi. Mobile này. Mobile là từ 0 cho tới uh, cho tới nhỏ hơn 745 pixel đúng không? À 40 pixel đúng không? Tablet là uh, từ 740 pixel cho tới nhỏ hơn 1024 pixel đúng không? Thì bây giờ các bạn muốn cả thằng mobile cả tablet thì chỉ đơn giản thôi là nhỏ hơn 1024 pixel thì là gì? Cả mobile và tablet, rất là đơn giản mobile và tablet đúng không? Thì sẽ là gì? Là width nhỏ hơn 1024 pixel. Đó. Đây, a à, không media. Uh, only xin... xin hãy quên không copy đoạn này screen and Đây. Thằng này là tương đương, tương đương với nhỏ hơn 1024 uh, pixel nhá. Đây, mình vừa copy ở đây mà, được chưa? Thì bây giờ các bạn cần sửa lại cái thằng à, thế này là được rồi, xong rồi. đấy từ 0 cho tới gì? Nhỏ hơn 1 một, uh, 1024 pixel. Thì bây giờ các bạn để ý này, đưa những cái thuộc tính chung lên. Đây. Bị lặp lại đúng không? Đưa lên chung, được chưa? Và bây giờ cái thằng sau này cũng không cần nữa. Bởi vì, vì sao? Những cái thuộc tính đó đã được đưa lên cái thuộc tính chung này rồi Cả mobile và tablet thì viết vào đây Được chưa Còn hai ông này khác nhau này Đó Thì viết riêng ra Refresh đó ok cái viên ảnh đây nó vừa viên tên đây các bạn thấy không thẳng tên đây đó đây viên ảnh và viên tên thẳng nhau còn uh, trên uh, ipad này thì uh, ảnh và tên này nhỏ hơn một chút đấy các bạn thấy không ok uh, các bạn mà cần chữ này to nhỏ lên thì tự resize vào nhá cho font size ở trên uh, ipad hoặc là trên uh, mobile nó lớn lên là được cùng kiểm tra trên uh, à, từ đầu nào đó trên pc này không hề lỗi lầm gì được chưa kéo nhỏ lại này đó đây là tablet này đây là mobile này. Ok. Đó, mobile và tablet không khác gì nhau mấy. để rồi. Thì chúng ta đã giải quyết xong cái thằng này nhá. Bắt đầu đi tới thằng số 2 là cái thằng giao diện category và sản phẩm hoặc là và khóa học. Thì bây giờ mình mong muốn như thế này. Mình mong muốn là ở trên con tablet thì nó đây đây đây, trên tablet thì nó ẩn bỏ cái thành danh mục này đi. Và nó hiển thị ba cái khóa học trên một hàng ngang thôi, thay vì bốn này, thằng bốn sẽ bị nhảy xuống hàng, được chưa? thì làm như thế nào thì bây giờ ấy các bạn có thể à mà mình ví dụ như này đi ờ, để hiển thị ba ông đi ba ông và vẫn để lại category chứ không ẩn đi được chưa ạ đó mình ví dụ như vậy để cho các bạn dễ hình dung còn chút nữa vào smartphone thì chúng ta mới ẩn bỏ category đi nhá thì bây giờ ấy các bạn phải biết là mình đang code cái này như thế nào đã review lại file html nào đóng thằng Brock lại đây mình đang có một cái thẻ tra đây là thằng column layout sau đó là mình có một cái thằng ở bên trong là thằng column item thì cái thằng column item này nó là cái thằng mà đang chứa Để đây các bạn nhìn nhá đây thằng này là nó đang 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 chứa cái phần danh mục của chúng ta đây phần danh mục này và sau đó là cái phần column layout container này nó chứa những cái khóa học của chúng ta và bây giờ mình đang CS Display Flex cho thằng này. Đây các bạn cùng kiểm tra nhé. Đây. Mình đang CS Display Flex cho cái thằng Column Layout này. Đó. Thế nên là thằng Category và những cái khóa của này đang nằm trên một chiều ngang nhé. Tiếp theo là soi cái thằng này là thằng Column Item. Column Item ở đây là mình đang để là 25%. Ở chỗ này là mình bị nhầm Class gì đó rồi. Để mình xem lại một chút nhé. Bị nhầm Class thôi không có vấn đề gì đâu. Đây, cái chỗ này phải là category này, mình để để nhầm class này. Đây không phải là column item mà là đây là category. Ok. Xem lại nào. Đó, ok như này nhá. Thì bây giờ ấy, cái thằng column layout này đang là display flex này. Thằng column category này đang có width là bằng 20% này. Sau đó là bên cạnh thằng này nó sẽ là thằng column layout container chứa tất cả những khóa học của chúng ta, đang có width là 80% này, được chưa? Thằng này là 20% và thằng này là 80% nhé à, Và cái thằng uh, Flex uh, layout này nó cũng đang sử dụng display Flex Thế nên là những cái khóa học này nó nằm trên một chiều ngang các bạn nhé Ok, bây giờ xử lý thằng iPad nào Chỉ hiển thị uh, 3 khóa học thôi, được chưa Thì rất là đơn giản thôi Các bạn DCS lại cho cái thằng uh, trong thằng iPad này là được Thì bây giờ cái thằng Column item này của chúng ta này, mở ra xem nhé Column item này Nó đang hiển thị uh, ở trong cái thằng column container nó có cái chiều ngang là 25%, vì vậy là sao? 100% chia 25 là 4, thế nên là đang hiển thị 4 bốn khóa học nhá. Bây giờ chỉ cần đi sửa lại thằng column item này ở trên con tablet là được. Đây. Các bạn lên trên con tablet này nha À nốt lại một chút, con này là của product này. Con này là của khóa học này. Khóa học là Cost, đó. Thì column item ở trên khóa học này thì nó sẽ có cái chiều ngang là 3 item thôi thì phần trăm 33, đi chẳng hạn đó. Đó các bạn thấy không? Là chỉ còn 3 item thôi và danh mục vẫn ở đây, đúng chưa? Đó thì bây giờ trên con iPad là như vậy, chúng ta vẫn nhìn rõ ràng đây, danh mục đây và ba uh, 3 item để ạ. Còn ở trên uh, smartphone thì mình muốn nó hiển thị khác cơ. Ở trên smartphone ở đây ý, là mình mong muốn là cái khóa học này của chúng ta chờ mình một chút nào. Đây, mình muốn là ẩn một cái category đi và hiển thị ra ba à hiển thị ra hai khóa học trên một hàng thôi, được chưa? Thì bây giờ để ẩn cái ông category đi thì các bạn đây là trên mobile nhá, lên mobile này. Để ẩn ông category lên thì lấy class của ông ấy column layout category đây. Đó, chỗ này là của ông cost đúng không? Ẩn vào nó đi display bằng năn đó và bây giờ 100% muốn hiển thị ba ông thôi thì cũng là gì à hai ông thôi thì là 50% các bạn nhá thì cái thằng gì column item của chúng ta sẽ có chữ width là bằng 50% đó là hiển thị hai ông thôi các bạn thấy không nhưng hai ông này có vẻ nhìn nó hơi lệch lệch đúng không soi xem tại sao nào đây width bằng 50% này À, bởi vì cái ông này của chúng ta là uh, khi nãy là ở trên PC ấy. Đấy, đấy, thế này là mình bỏ qua ở bên iPad rồi Bên iPad chứng tỏ khả năng để xem lại iPad nhé À không, iPad thì không sao các bạn nhé iPad thì cái thằng này nó vẫn là 80% Và nó vẫn còn thằng category Đây này Đây Đó, trên iPad đây thì thằng này là 80% này Thằng category bên này là 20% này nhưng khi lên trên smartphone của chúng ta ấy, thì chúng ta ẩn bỏ category đi rồi. Đó, thế nên là cái ông này ông còn có 80% thôi thì thành 80% ra lại không đủ chỗ. Thế nên là các bạn cần phải cho cái ông container này ở trên này. Cho ông ấy có cái width là bằng 100% để ông chiếm hết chiều ngang luôn. Được chưa? Đó. Thì khi đó là những cái item ở bên trong nó sẽ chiếm 50% nhìn nó sẽ như này các bạn nhá. Còn giả dụ trong cái trường hợp mà các bạn lại muốn là có một khóa học trên một hàng thôi thì cũng để ông này Atom là 100% Đó, một khóa học trên một hàng nhé Còn các bạn hình dung ra cái trường hợp này ấy, nó đang bị căn chữ sang trái này Mình ví dụ ở trang full stack này của mình nhé Nó có cái phần, đây này, phần footer này Nó có nhiều layout như này Nhưng khi mình ở trên mobile nhé, các bạn nhìn mặc định nó những cái chữ này nó sẽ bị căn trái thế này những cái chữ này mặc định nó sẽ căn trái nhưng khi trên mobile thì mình căn ra giữa để cho nó dễ nhìn hơn thì giả dụ đây là các bạn đang làm cái footer giống của mình nhé thì muốn căn chữa trên mobile thì thêm một cái thằng này vào đây take a center đó là căn chữ căn giữa như này đó thì đây là ví dụ của mình thôi các bạn hoàn toàn có thể css bằng tất cả những cái gì các bạn đã được học mà đúng không ok thì đây là xong cái ông thứ hai là ông khóa học mình thử kiểm tra xem nhé đây, trên PC vẫn ngon lành cành đào, vẫn nguyên si Nào, trên iPad này Đó, đây, nó đẩy xuống Đó, trên iPad đây Xuống thành layout thành 3 thường trên một hàng nhá Trên smartphone này Đó, các bạn thấy không? Đây Đây là cái danh giới nhá Thực ra thì chả ai người ta kéo kéo cái này đâu Mà người ta dùng luôn thiết bị rồi nên nó sẽ không gặp trường hợp vậy đâu Đó Đây thì đây là trên smartphone này Đó nếu mà muốn item này cách xa nhau một chút thì mình trên top và ba đầm cho nó là nó cách xa nhau ra nha các bạn nhé ok cuối cùng là cái layout dưới này thì nó cũng dễ thôi nó tương tự như cái layout vừa làm mà đây bây giờ soi xem nhé mình đổi sang con ipad này một trăm phần trăm cho các bạn dễ nhìn này đó thì cái layout cuối cùng này nó À đây mình để 100% thì nên là nó cái đuôi iPad nó dưới rất mất rồi. Đó để này, mình kéo được xuống đó. Chắc là tăng lên một chút là 75% rồi. Đó, tầm này nhá, các bạn vẫn dễ nhìn đúng không? Rồi thì bây giờ ấy, cái vấn đề là nó hơi bị nhỏ đấy thì chúng ta muốn nó nhảy xuống thành 3, được chưa? Ví dụ như bây giờ mà nhảy xuống thành 3 nhá. Thì soi xem làm như thế nào đây, mình đang làm như thế nào đây. Mình đã có thằng feature layout này, deep Light flex và có feature item, được chưa? Uh, feature item này. Xem nào. Ok thì nó đang có cái thằng flex basic bằng 30% trăm này nó chiếm cái chiều ngang là khoảng 30% trăm trong trường hợp này nhá thì bây giờ trong cái trường iPad của chúng ta ấy, các bạn đi cho vào cái ông này iPad đâu đây đây thằng này là card layout đúng không các bạn cho cái thằng feature item này uh, flex basis các bạn nào chưa học flex Layout thì mới thì phải học nhá thì mới hiểu được những cái này flex basis bây giờ là bằng 50% chẳng hạn đó thì bây giờ là bởi vì cái thằng uh, thằng feature layout này này nó không có cái thuộc tính là là, là flex wrap bằng wrap Thế nên là nó mới bị như này mà thôi ở đây nếu mà xử lý thằng này cũng đơn giản mà các bạn thêm vào đây này đây flex wrap chẳng hạn này bằng wrap này đó nó sẽ nhảy xuống hàng như này nhưng mình bảo thôi ở đây bởi vì mình không làm kiểu này nữa làm kiểu này nó xấu được chưa chúng ta kệ này uh, khi đây đây mình trả lại thằng này đi khi trên iPad ấy thì mình nhìn thấy là vẫn ok vẫn chấp nhận được. Thế nên là chúng ta sẽ xử lý trên cái trường hợp iPhone thôi được chưa? Lên iPhone thì bây giờ mình muốn là nó thành giao diện một cột thôi chứ không phải ba cột này nữa. Thì trên iPhone bây giờ các bạn nhấc cái thằng này lên trên, lên trên phần mobile ấy. Đấy trên điện thoại nhá. Thì thay vì xử xử lý thằng này thì các bạn xử lý cái thằng cha của ba thằng này là thằng feature layout này. Nó đang sử dụng display flex và flex direction mặc định là row đúng không? Thì trong trường hợp này rất đơn giản thôi. Đấy, chỉ cần xử lý ông này là flex direction bằng column là xong luôn này. Đó, lập tức là thành layout này, được chưa? Cùng soi lại nhé. Ở à đây mình để 100 cho các bạn dễ nhìn này. Đó, bây giờ cùng soi lại này. Đây là trên PC, được chưa? Kéo nhỏ lại này. Đó, đây là trên iPad thì vẫn ok đúng không? Đó, đây là trên uh, smartphone, trên mobile là lập tức thành layout này, được chưa? Khá là dễ dùng còn mình uh, trước khi kết thúc video này thì mình nói thêm cho các bạn một chút nhé uh, bình thường ấy những cái layout mà nó có cái menu như này mà nó bị ẩn đi nhá ẩn menu đi ấy. thì khi đó là chúng ta thường hiển thị ra một cái nút bấm ở góc này đúng không thì mình sẽ hướng dẫn các bạn làm cái đó ở những video sau nhé còn video này đến đây là kết thúc các bạn có thể uh, mình sẽ để ở dưới phần mô tả một cái link đây link này nó là một cái sản phẩm mà mình chưa áp dụng responsive để cho các bạn học các bạn học lại theo video này của mình nhá được rồi xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những bài học tiếp theo